Vậy mà sắp vụ kích đến cao nhất Sài Gòn. Còn mà try your luck, test me. Chào mọi người ha. Thì hôm nay là cái bài lấy ơn mà Xu tâm lắm nhất đã chọn một bài xuất sắc thì đây là món quà của bạn đó là thì Xu đã mời được một bạn ở bên chị Nhân Năm, đó là bạn Giang. Xin mời bạn. Bạn Giang sẽ lên chia sẻ cái bài này. Đó là cái tóc không phải mình cứ layer là mình phải những bóp muối bóp cục nó cho nó bự bự ra là cái đó thì giống là chỉ ba cái ảnh thôi, nhưng mà đây là gắn một cái phong cách mà nó rất là tự nhiên, nó nhẹ nhàng, mình chỉ cần sản phẩm gì để xài cái ra từ mái tóc như vậy. Thì đây là buổi chia sẻ của bạn Giang mà Xu mình chọn đó. Rồi mời bạn Giang vào bài. Vậy mà sắp vụ kích đến cao nhất Sài Gòn. And every time your girl around, she be watch the way I'm dripping, dripping. Try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up. Bài chia sẻ bài layer cho tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dùng cưới số 1 dưới 4.5mm để đi khung. Theo mình sẽ dùng cứ số 1 với cái tóc đen này. Thì mình đi phần dưới. Các bạn ơi, tâm huyết vào một cái sản phẩm của mình không phải là chỉ cái tâm huyết về cái góc độ đó, mà là phải là sản phẩm dụng. What it cost to get flea, but this style ain't free. It's that swag, it's that splash. One wrong move, that's your ass. Do the dash, keep a stash, just in case they tryna flash. Never lag, we don't slack. Tell her eyes running back. I don't brag, I'm relaxed. I'm not into all of that, yeah. It's really just the fam and my dogs. I just gotta make a call. I ain't into all that chatting, not at all, not at all. Yeah, I put that. Sau khi sử dụng chipper xong, mình sẽ sử dụng dao để làm viên. Sau các bạn tâm đơ, các bạn tâm đơ xong thì các bạn sẽ tháo kẹp ra hai để cắt phần tốt trên. Sao cắt trên đầu đinh nữa, sao cho nó mập. Sau khi mình lấy khung chuẩn xong, mình sẽ bắt đầu hạ tiếp. Yeah, put that on the squad. We been not you going hard. We on deck, please don't make them. Try your luck, test me in again. We let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Rồi các bạn sẽ cắt mũi trên ha. Tốt thêm cái chiếc chắc sau cho ra lớp ra cái phần khung ở dưới mà mình đã cắt. Lấy cắt 180 độ từ đỉnh đầu xuống tới phần khung. Các bạn đừng gom một lúc. Gom một lốt nhiều quá, các bạn lấy khung lớn quá thì sao thì sẽ không được thấy được cái muối mà mình mới cắt. Các bạn lấy quy chuẩn, các bạn thấy chừng a một cái tóc nó chừng khoảng là 2 phân thôi. Các bạn lấy cái muối tóc đó, các bạn cắt làm một khung. Sau đó lấy muối thứ hai nhập chung vào mới thấy được cái khung vừa rồi mới cắt. Cắt cho nó ra đi theo cái khung đó. Rồi bỏ cái khung cái muối đầu tiên ra, lấy muối thứ hai nhập chung muối thứ ba vào cắt tiếp. Và cứ thế mà dần tới thì mới thấy được những cái tóc